Đây là một loại trang trí dao nhện. Dao nhện thì không còn mới nữa, tuy nhiên thì Thảo đã sử dụng cái kỹ thuật khác để làm mới nó, để cho nó có một cái trang trí độc đáo hơn. Xin chào tất cả mọi người, hôm nay thì mọi người đã sẵn sàng để đến một cái trang trí với các vật liệu không còn mới nữa, nhưng mà đã được Thảo cập nhật theo xu hướng phong cách mới nhất hiện nay. Hôm nay thì chúng ta sẽ sử dụng trang trí dao nhện mọi người nhé. Thì dao nhện có rất nhiều màu, nhưng mà Thảo khuyên rằng mọi người nên sử dụng combo như sau, gọi là dao nhện màu trắng, đen, bạc và vàng. Thì cái móng nào, màu nào cũng sử dụng được mọi người nhé. Ở đây có hai cái móng giả, Thảo đã dán sticker sẵn rồi. Đó, để chúng ta có thể vẽ dao nhện lên. Đối với chiếc móng óng ánh này đi, thì Thảo sẽ sử dụng dao nhện màu bạc mọi người nhé. Cái chữ nó đang óng ánh mọi người. Đây là cái set dao nhện mà Thảo vừa bóc xong luôn, vì là sợ bóc trong video thì nó sẽ bị lâu. Ở đây nó sẽ có một cái lớp giấy bạc ở đây thôi. Cách sử dụng dao nhện mọi người nhé, mọi người vẽ như sau này, kéo nó lên như thế này, kéo nó lên đó, mọi người thấy không? Tại sao lại gọi là dao nhện? Bởi vì nó giống như cái màng nhện đấy mọi người ạ. Rồi chúng ta kéo lên sao cho được độ mỏng mà chúng ta cần nhé. Chúng ta sẽ bỏ vào hơ đèn mọi người nhé. Hơ đèn trong vòng 60 giây. Tiếp theo thì sẽ đến với một cái trang trí nữa, một màu khác mọi người nhé. Để màu bạc tạm thời ở đây, chưa cần đóng nắp vội. Đối với trang trí chữ này, tôi sẽ dùng màu bạc và màu đen đi, vì chữ này nó cũng hơi tối mọi người ạ. Mình cũng làm nghiêng như vậy hoặc là làm thẳng cũng được. Cái dao nhện được cái là nó sẽ không bị nhòe, cái loại này nó không nhòe. Xong màu đen, xong màu đen mọi người hơi đèn trước đã nhé, xong tí sau chúng ta sẽ dùng màu trắng sau, màu bạc sau. Tiếp tục lau đi này. Bây giờ sẽ là một chiếc móng màu đen đã trang trí họa tiết. Đây, Thảo sẽ dùng màu trắng và màu bạc. Trước hết dùng màu trắng nhé mọi người nhé, đã trang trí họa tiết sticker rồi. Không, chúng ta sẽ bỏ vào hơi đèn mọi người nhé. Đây, sản phẩm của chúng ta đây. Thảo sẽ cho thêm một vài vệt màu trắng cho nó đỡ trống nhé. Được rồi, mọi người lại tiếp tục bỏ vào hơi đèn nhé. Màu này đã được rồi, mình sử dụng màu bạc. Đấy, trong video lần này coi như là Thảo đã hướng dẫn cho mọi người 3 cách sử dụng dao nhện luôn. Không thừa đâu mọi người nhé, vì xu hướng bây giờ xu hướng neo cập nhật liên tục. Cũng giống như dạy học viện cũng vậy, mình cũng luôn cập nhật cho mọi người. Ngoài ra thì còn có các tác phẩm mà do mình tự sáng tác ra thì mình cũng chia sẻ luôn cho mọi người. Chứ không hề là mọi người học khóa học mà chỉ được học các kỹ thuật cũ đâu mọi người nhé. Đây sẽ là bà. Cái stick dao nhện màu vàng thì mình sẽ sử dụng cho các tông như ở tông nâu, tông nóng ấy, thì nó sẽ rất là đẹp, màu đỏ cũng được nổi. Còn hôm nay Thảo dùng màu trắng đen rồi nên nó không hợp lắm. Thảo sử dụng hai cái ba cái màu này thôi. Những cái trang trí này thì mọi người chỉ cần sơn tốp lên là xong nhé mọi người nhé. Đây, Thảo đóng nắp lại, sơn tốp lên và hơ đèn lại một lần nữa là đã xong. Nên mọi người quan sát này. Mời mọi người quan sát nhé.
Đây là một loại trang trí gieo nhện. Gieo nhện thì không còn mới nữa, tuy nhiên thì Thảo đã sử dụng cái kỹ thuật khác để làm mới nó, để cho nó có một cái trang trí độc đáo hơn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video. Và mọi người ơi, cảm một video này Thảo làm thì đã khá là mất rất nhiều công sức ấy. Nếu như mà mọi người cảm thấy thật sự là nó có ích cho mọi người hãy comment cho Thảo biết ở phía bên dưới nhé. Mọi người hãy bình luận ở phía bên dưới nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video. Và mọi người hãy like và đăng ký kênh để nhận được thông báo khi Thảo mới ra video mọi người nhé.